Kính chào mừng quý vị quay trở lại với bản tin Cà phê Sài Gòn sáng ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với vị khách mời đến từ công ty chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HSC trong chuyên mục chuyên gia thị trường. Và đó là vị khách mời ông Lê Sĩ Công, là trưởng phòng môi giới khách hàng cá nhân. Đầu tiên xin được gửi lời chào anh cũng như là cảm ơn anh nhận lời tham gia vào chương trình sáng nay. Dạ vâng. Vâng. Thế anh thì sau phiên giảm điểm ngày hôm qua thì anh suy nghĩ sao về khả năng mà thị trường cũng tiếp tục giảm điểm trong phiên sáng ngày hôm nay? Dạ vâng. Thì tôi xin nói lại một chút, tức là phiên giao dịch ngày 21 tháng 3 vừa qua là một cái phiên mà tiếp tục một cái phiên giao dịch thất vọng của nhà đầu tư, khi mà từ cái phiên giao dịch của ETF phim phiên ngày 18 tháng 3 đấy, thì ban đầu là nhà đầu tư kỳ vọng là có thể kiếm được cái mức mà chênh lệch từ cái việc mà giao dịch cơ cấu của ETF, nhưng mà giao dịch thỏa thuận dẫn đến là cái biên độ dao động giá của các cái cổ phiếu mà trong cái danh mục review của ETF là nó sẽ không được nhiều, dẫn đến là kết thúc cái phiên giao dịch thì nhà đầu tư chưa kịp có những cái hành động tại cái thời điểm rất ngắn vào phiên ATC ngày 18 tháng 3 đó. Việc mà hôm qua các cổ phiếu liên quan đến danh mục của ETF cơ cấu nó có sự sụt giảm mạnh là một phần là nhà đầu tư chưa kịp hành động, và hai nữa là cái lực cầu từ ETF cơ cấu nó không còn nữa, dẫn đến là nhà đầu tư ngay lập tức phải hành động để mà hạn chế cái việc mà cái tuân thủ cái quy định giao dịch khi mà việc mà giao dịch dựa trên ETF nó không còn nữa. Đấy, tức là nên là một là những cái cổ phiếu mà ETF giao dịch ngày hôm qua là 21 tháng 3 thì là có cái sự sụt giảm khá mạnh ấy. Nên là dẫn đến là tôi nghĩ là cái xu hướng những cái cổ phiếu mà liên quan đến danh mục ETF cơ cấu sẽ có thể tiếp tục giảm, dẫn đến là thị trường trong ngày hôm nay sẽ có mức độ giảm nhẹ khoảng tầm 570 điểm. Vâng, cảm ơn anh. Và có cảm giác như là cái ngưỡng 580 điểm là một cái ngưỡng kháng cự khá mạnh của thị trường trong thời điểm hiện tại. Thì trong khi mà VN-Index chưa chinh phục được ngưỡng này thì anh có nghĩ là cái xu hướng của thị trường đang đi xuống cái vùng giảm điểm còn sẽ cao hơn nữa không? Theo quan sát của tôi thì vào sáng ngày hôm qua thì đầu phiên thị trường được tăng điểm mạnh từ đầu phiên bởi cái lực tăng của Vietcombank và Hoàng Anh Gia Lai, bởi vì thông tin hai doanh nghiệp có những cái thông tin hỗ trợ như Vietcombank phát hành 10% vốn cho nhà đầu tư, phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài, và Hoàng Anh Gia Lai trong cuối tuần vừa qua thì có mời nhà đầu tư sang Myanmar để thực hiện cái khởi công cái dự án phức hợp Hoàng Anh Gia Lai ở Myanmar. Thì đầu phiên hai cổ phiếu đó gây hưởng ứng cái tâm lý khá là sôi động cho nhà đầu tư. Thì tới cái phía lúc mà khoảng tầm 11 giờ chiều 10 giờ sáng thì các cổ phiếu bắt đầu có sự sụt giảm, và sang đầu phiên chiều thì tôi thấy là index đã giảm trở lại với mức giảm khoảng tầm 1 điểm, nhưng mà tôi thấy cái tốc độ mà vào lệnh của nhà đầu tư sẵn sàng mua khi mà cổ phiếu giá thấp là có, và tôi thấy như vậy thì cho tôi nghĩ rằng một điều là cái mức độ của 580 điểm là cái kháng cự, thì ở đây nếu như mà tính liên quan đến những từng cái cổ phiếu riêng lẻ để gây tác động đến VN Index, tôi nghĩ là chưa đủ, và tôi cần một cái gì đó nó lớn mạnh hơn đó, có thể là từ cái việc mà chính sách phát triển cho thị trường trong ngắn hạn, hoặc là những cái tất cả những cổ phiếu trên thị trường nó phải có một cái sức mạnh lan tỏa đồng đều để có thể kéo index lên một cái vị trí cao hơn. Còn hiện tại 580 tôi nghĩ là cần thời gian để tiếp tục thêm cái tin tức từ phía thị trường. Vâng, cảm ơn anh. Và thời gian gần đây thì là chỉ số theo tàu hàng khô BDI quốc tế đã có xu hướng là hồi phục trở lại sau thời gian tạo đáy trước đó. Như vậy thì anh có nghĩ là cái sự im ắng của dòng cổ phiếu vận tải biển trước đây sẽ đảo ngược tình huống không, sẽ dậy sóng trở lại, ví dụ như cổ phiếu của VIP hay là BVT hay là VTO trước đây? Nói đến vận tải biển thì chúng ta phải để ý hai cái vấn đề. Một là cái như chị nói là chỉ số cái vận tải hàng khô là BDI, và cái vấn đề các cổ phiếu của vận tải biển đó là những cái như là cái việc mà sử dụng nợ bằng ngoại tệ nó rất là lớn. Thì trong cái ngày 16 tháng 3 vừa qua thì Fed không có tăng lãi suất. Như vậy thì cái vấn đề đó là trong cái quý 1 này là được giải quyết, tức là cái vấn đề về lỗ tỷ giá sẽ không còn. Vậy thì cái vấn đề mà khi mà BDI bắt đầu tăng thì tôi nghĩ là một vài những doanh nghiệp mà bên vận tải hàng khô nó sẽ được hưởng lợi, như là
là PV Trang và Vosco. Còn đối với hai cổ phiếu còn lại là VTO và VIPCO thì hai cổ phiếu bên lĩnh vực xăng dầu thì các cái hợp đồng đa phần là những cái hợp đồng hạn định đối với tập đoàn Petrolimex, thì tôi nghĩ là những cái đối tượng này sẽ không được hưởng lợi nhiều khi mà chỉ số vận tải hàng khô nó có tăng trưởng trở lại. Vâng, cảm ơn anh. Và quan sát về tình hình thế giới một chút thì có thể thấy là sau cuộc họp của Fed, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thì thị trường trong nước gần như là chỉ có duy nhất một phiên rất khởi sắc, và sau đó tình trạng cứ kéo xả như vậy nó lại quay trở lại. Như vậy thì anh có nhận định gì về cái tác động của Fed, của các quyết định của Fed đối với thị trường trong nước? Có rất là nhiều báo cáo phân tích của các công ty chứng khoán đã cho ta thấy rằng là tỷ giá của Việt Nam đồng so với USD năm nay sẽ tăng khoảng tầm 5%. Thì tôi nghĩ rằng những cái thành viên trong ban giám đốc của những cái doanh nghiệp có thể đã lên cho mình một cái kế hoạch là mình sẽ phải hạn chế cái việc rủi ro ảnh hưởng ngoại tệ đến tình hình hoạt động kinh doanh của mình như thế nào. Còn về thị trường chứng khoán thì những cái thông tin này nó có một cái tác động rất là mạnh trong ngắn hạn. Tuy nhiên trong cái mình nhìn về dài hạn thì những cái thông tin này nó cũng sẽ không phản ứng nó quá mạnh, tại vì là những doanh nghiệp đã chuẩn bị cho một cái kế hoạch là 5% sẽ phá tỷ giá 5% trong năm nay rồi. Đấy, thì như vậy thì như ta thấy thì cái phiên mà 16 tháng 3 vừa qua đấy, thị trường có bật tăng mạnh lên trên 580 điểm, nhưng mà sau đó thì thị trường nó vẫn quay trở lại giao dịch trong vùng 570 đến 580. Vâng, cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa có cuộc trò chuyện cùng anh Lê Sĩ Công là trưởng phòng môi giới khách hàng cá nhân công ty chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HSC. Và những thông tin vừa rồi được chia sẻ bởi anh Công cũng mang tính chất tham khảo, và chúng tôi hy vọng là quý vị sẽ có được các tính toán hợp lý để có các quyết định đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Và kính thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với những nội dung nổi bật đã được phát trong bản tin Cà phê Sài Gòn sáng ngày hôm nay. Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến về dự thảo quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển và giá dịch vụ cảng. Theo đó, các doanh nghiệp vận tải biển phải thực hiện công khai việc thông tin về giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp và thông báo đường dẫn tới Cục Hàng hải Việt Nam. Theo Chi cục Thú y Đồng Nai, trong năm 2015 đã lấy mẫu kiểm tra tại 417 trang trại, phát hiện gần 50 trang trại nuôi heo có sử dụng chất cấm. Để xử lý, chi cục này đã buộc các cơ sở phải giữ lại toàn bộ đàn heo đến khi kiểm tra không còn chất cấm mới cho bán ra thị trường, đồng thời xử phạt hành chính. Tuy nhiên, chi cục này cũng cho biết tình trạng lén lút sử dụng chất cấm trong chăn nuôi vẫn chưa giảm là do mức xử phạt không đủ sức răn đe. Trung Quốc mới đây đã công bố một phương pháp mới có ý nghĩa quan trọng trong cuộc chiến chống ung thư của các bệnh nhân trên toàn cầu. Phương pháp này sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng chính sức miễn dịch sẵn có trong cơ thể của con người để ức chế các khối u ác tính. Nhiệm vụ chính của phương pháp này là cải thiện chức năng của tế bào T trong cơ thể mỗi người. Đây vốn là một loại tế bào giống với tế bào bạch cầu trong cơ thể, có khả năng chống lại các khối u. Theo thỏa thuận vừa đạt được giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 20 tháng 3, EU sẽ có quyền trục xuất tất cả những người di cư bất hợp pháp tại các đảo của Hy Lạp về Thổ Nhĩ Kỳ. Đổi lại, cứ mỗi một người được trả về Thổ Nhĩ Kỳ thì một người xin định cư hợp pháp từ các trại tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được EU tái định cư. Tuy nhiên, nhiều người tị nạn tại Hy Lạp cho biết họ sẽ không rời khỏi những trại lều khổng lồ tại đây. Và kính thưa quý vị, đến đây thì bản tin Cà phê Sài Gòn sáng ngày 22 tháng 3 cũng xin được khép lại. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Phi Yến xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại chương trình cũng như tất cả các bản tin đã phát của kênh FBNC thông qua trang web fbnc.vn. Và đến đây Phi Yến xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.